Bạn là dân chơi hệ Tactical Support. Bạn yêu thích những chiếc xe tăng ngầu loài của các em học sinh. Bạn muốn được bắn vỡ alo của kẻ địch trong game bằng những khẩu pháo cực dài của bạn. Bằng khẩu pháo cực dài của những học sinh nha. Vậy thì video này không dành cho bạn. Tôi đùa đấy. Chào mừng các sensei và chào mừng các sensei đã đến với chuyên mục tiêu đề học sinh, nơi mình cùng các sensei tìm hiểu về những học sinh yêu quý của chúng ta. Nhân vật chính của video chúng ta ngày hôm nay đó chính là Senna. Không phải Senno nhá, Senna. Vậy tại sao mình lại nói rằng video này không dành cho các sensei thì hãy cùng đến với video này nào nào. Nhưng mà intro đã. Senna, tên đầy đủ là Imoro Senna. Em ấy là học sinh năm 3 và là trưởng khoa cấp cứu của trường Gehenna. Senna luôn mang vẻ mặt khá là thờ ơ, vô cảm. Nhưng em ấy lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù vậy, do thói quen gọi những bệnh nhân là xác chết, cho nên em ấy thường bị xa lánh bởi những học sinh khác. L2D của Senna được mở khi mức độ thân thiết của em ấy đạt cấp độ 6. Qua phần L2D thì chúng ta mới biết được tính cách của em ấy. Em ấy chỉ kịp ăn lót dạ bằng đồ ăn bán ở cửa hàng tiện lợi để dễ dàng chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo ơi. Được rồi, chúng ta sẽ đến với kỹ năng của em ấy. Senna ra sân với vai trò là Special, loại Tactical Support giống như Iroha, Cherino, Xuyến Nóng và Summer Hifumi. Em ấy cũng thuộc hàng Bách như ba em học sinh Tactical Support khác và sử dụng đạn xanh, giáp vàng. Đầu tiên, đến với kỹ năng AX với giá là 4 cost khi nâng cấp tối đa. Sau khi kích hoạt, Senna sẽ tiến vào chiến trường, hồi máu và tăng đam cho tất cả đồng đội nằm trong vùng hình tròn xung quanh em ấy. Tiếp đến là kỹ năng thường và kỹ năng phụ giúp tăng chỉ số attack cho đồng đội. Và cuối cùng là nội tại tăng chỉ số hồi phục. Từ đó, lượng máu hồi được từ kỹ năng AX sẽ được tăng lên đáng kể. Có vẻ các sensei đang thấy rằng Senna khá là ngon đúng không? Em ấy vừa có thể cung cấp lượng hồi phục và lượng buff sát thương khá là lớn. Nhưng các sensei đã nhầm to rồi. Sức mạnh, vô song, support cực đỉnh là những điều Senna không có. Em ấy trở nên khá hữu ích nếu như, nhấn mạnh nha, nếu như em ấy không có tít ở đằng sau team như thế này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Senna à, em rất tốt bụng nhưng sensei rất tiếc. Có lẽ sensei phải skip em thôi. Sensei biết rằng điều này là không tốt khi skip học sinh yêu quý của mình. Nhưng thật sự, sensei không còn lựa chọn nào khác cả. Thực ra là gió hết đá. Vậy nên mong em tha thứ cho sensei nha. Ký tên lương sensei. Vậy là dòng tâm thư vừa rồi đã khép lại tiêu điểm học sinh số lần này. Nếu mọi người thấy video này hay hay bổ ích hay bla bla thì đừng ngại gì mà ấn một like và ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Thế nhá, mình là Linh sensei. Xin chào và hẹn gặp lại các sensei trong những video tiếp theo. Bye bye. Công nghiệp tí nhưng mà thôi kệ đi. Tôi lười quá rồi. Thế à, bye bye em.